thì luôn. Câu kế tiếp, cảm ơn bạn nha. Rồi, tại sao? Ghê quá. Trời, lưới một cái. Câu hỏi rất là hợp lý. Tại sao anh tán chị Mỹ Tâm? Tán đây là tán tỉnh chứ không phải tán vô mặt chị Mỹ Tâm. Tại sao anh tán tỉnh chị Mỹ Tâm? Mà anh nói là cái mối quan hệ này như thế này nữa là tại sao anh tán chị Mỹ Tâm? Bây giờ tôi cũng muốn biết. Đúng. Nói đi. Tại sao lại tán Mỹ Tâm? Tán chị Mỹ Tâm. Bình thường mà, đúng không? Cũng giống như trong cả mười mấy năm qua, Vũ cũng có những bạn gái. Tôi đâu có tán ai đâu. Người ta tự tới ý tin hả? Thật sự là như vậy. Hưng như nói Vũ như một người em, một người con không thể thiếu. Mà trong cái cuộc sống, trong chừng đó thời gian, nó có những cái đột biến. Đôi khi có sự quan tâm hoặc là những sự lo lắng hoặc những cái lời nói. Cho Vũ xíu ngang được không? Làm cho mình... Có một cái nhận xét của anh Hưng mà cách đây chắc cũng 10 năm 4 tháng anh Hưng đã nhận xét là Vũ và Tâm có cái cá tính rất giống nhau, đúng không? Giống nhau lắm. Ví dụ? Nhiều lắm. Rất giống, giống lắm. Cái kiểu mà chỉ làm theo ý mình thôi. Đó. Và mình luôn luôn đúng. Đó. Không, anh là có nhiều người họ sống vì chủ nghĩa niềm tin nên là. Chỉ làm theo ý mình thôi. Và cái mình cười cũng giống nữa. Đó là Vũ cười giống. Đó. Đó. Nhiều giờ thì nhiều giống lắm. Mình không có nên kể ra đây. Mình tập trung vào câu hỏi trả lời. Ừ, trả lời đi. Ai có quyền cấm Hưng không được yêu Mỹ Tâm? Tại sao vậy? Tại sao vậy? Đúng rồi. Hưng với Vũ đâu có yêu nhau. Hưng đâu có phải có ràng buộc hay có giấy kết hôn với Vũ đâu. Nãy giờ Vũ hỏi cái câu kia là có lý do nha. Có thể anh Hưng tán Mỹ Tâm là vậy vì Mỹ Tâm quá giống Vũ. Như thế này. Thật ra là chơi với Tâm từ hồi nhỏ, lúc mà mới bắt đầu đi vào nghề hát. Tâm vào Sài Gòn, Hưng là người cắt tóc cho Tâm đi một cái xe Charlie méo giỏ tùm lum hết trơn á. Một cô bé hơi mập ú, đen thùi, tóc tai thẳng. Anh có đang diễn tại Mỹ Tâm không ạ? Anh có đang diễn tại Mỹ Tâm không ạ? Một cô gái mập ú, đen thùi, da xấu, ngồi trên một chiếc Charlie méo giỏ. Anh nói thiệt mà, Tâm rất thích cái hình ảnh này. Tâm dạ, nói vâng. Lần nào cũng nói vậy mà. Sau đó tới tiệm của Hưng cắt tóc, dạ. Năm đó, năm 98. Dạ. Cách đây là 19 năm. Yeah. Wow. Năm 19 năm. Năm 98. Đó. Thì sau đó là cái dần dần cứ chơi thân với nhau, Tới một ngày nọ. Thì cũng cứ thân đi hát diễn gặp nhau cứ thân. Tới một ngày nọ vô tình đi sinh nhật của một người bạn của Tâm. Thì mình cũng gặp Tâm lần nào hai đứa gặp nhau cứ ôm nhau nhảy được kia giỡn. Xong cái một người bạn của mình lại gần mình nói nhỏ. Có bạn trai Mỹ Tâm ở đây nữa. Tự nhiên mình bị đơ, mình hết hồn luôn, cái mình không biết làm gì. Cái mình làm, cái mình ngồi coi đá banh. Ôi men quá. Ngồi coi đá banh, xong Mỹ Tâm nói, trời kêu anh vô đi đi, trời gì kì vậy. Xong rồi là đêm đó hả, ba đứa tôi say mà bét nhà luôn. Lần đầu tiên trong đời là mình bị say. Lúc đó cảm giác nó bị, một đứa con nít nó bị mất tự chủ. Tước đoạt cái đồ chơi á. Tước đoạt cái món đồ chơi trên tay mình. Đó, mà lâu nay mình cứ không chịu để ý tới, mình cứ bị vậy, mình nghĩ là bà này không bao giờ có người yêu đâu, nghĩ vậy đó. Cứ giận rồi cuối cùng nó ra như vậy thì mình bị sốc và bị hẫng đó. Và nó sau cái đêm đó cái bài Tâm nó ra đời là như vậy đó. Thì thú vị nha. Anh Hưng là một người thích chinh phục những cái gì khó khăn. Không, vâng ạ. À, đó là thực sự, đó là cái bản tính. Và Vũ cũng vậy à, có sao? Có mà. Bữa giờ Vũ tán thành quá không được. Trời ơi, tán cái nào nó chết. Không xỉu. Thưa quý vị nhìn vào Đàm Vĩnh Hưng. Mỗi một cái đĩa của ổng á, thưa quý vị, tôi đi diễn nước ngoài với ổng, không có thấy cái người ca sĩ nào mà vali nhiều như ổng. Là để chứa đĩa để tặng fan. Mà quý vị biết một cái đĩa của ổng đâu có đơn giản. Một cái đĩa của ổng nó như cuốn băng video hồi xưa mình coi ở nhà đó. Nó dày mà nó nặng. Có nghĩa là ông trao chuốt từng sản phẩm một. Một cái người tỉ mỉ như vậy thì cái việc chinh phục đó là bản tính rồi. Đúng rồi. Thuộc tính rồi. Ông Đàm Vĩnh Hưng mà ông không chinh phục thì không bao giờ có nhạc mới mà hay mà cho chúng ta xem. Đấy, thì bây giờ hôm nay Vũ thích chinh phục cũng hơi lạ. Cái này, cái tính này là Vũ học được từ anh Hưng đấy.